bà giáo viên bà đã bị mất cái quyển dictionary được chưa, và mình đang là cả lớp rồi đang bị phạt ngồi trong lớp đó để tìm xem thủ phạm là ai. Nhưng mà cuối cùng là đến cuối ngày là vẫn chưa có ai trả hết, chưa có ai nhận tội hết, cho nên là mình sẽ chuyển sang ngày hôm sau nhá để xem là ai mới là thủ phạm. Ok, good, let's get started. Lần nào cũng thế, đầu tiên bà phải nhắc nhá, thầy sẽ đọc cả cả đoạn như thế này nhá, được chưa? Thầy sẽ đọc cả đoạn thì khi các bạn nghe các bạn shadowing theo thầy nhá, tập phát âm luôn. Ok, Friday. Mrs. Craig has kept us inside for the past 3 days and still no dictionary. Today, Patty Farrell was so sick. Mrs. Craig put Alex Aruda in charge of the room while she was gone. Ok, đến ngày thứ 6 thì cô Craig, là hôm trước bị mất quyển từ điển này, cô Craig thì đã giữ chúng tôi ở trong cái phòng học 3 ngày hôm nay rồi, không được ra chơi. Và and still no dictionary ở đây mình sẽ hiểu là và vẫn chưa ai nhận nhé các bạn nhé, và vẫn chưa thấy quyển từ điển đâu, vẫn chưa ai nhận là lấy. Và ngày hôm nay ấy, thì là cái con bé Patty Farrell, con bé Patty Farrell là cái con bé này này đó, nhắc lại cho nhớ nhá, là con bé mà hôm trước được bầu làm class monitor, là lớp trưởng đó. Cái con bé này nó quá là ốm, ở đây mình hiểu là ốm hoặc là chán, cho nên là cô Craig thì đã gọi là cho phép cái bạn Alex Aruda để chịu trách nhiệm cho phòng học trong khi mà cô ấy ra ngoài. Ở đây mình luôn có cái cụm các bạn ạ, to be in charge of something, tức là chịu trách nhiệm. Đó, chịu trách nhiệm hay ở đây mình sẽ hiểu là trông lớp đấy các bạn. Trông lớp hay đấy, hay còn hiểu là làm lớp trưởng. Ok, mình hiểu vậy là chuẩn. Alex is a good student, but people aren't afraid of Alex the way they are of Patty Farrell. As soon as Mrs. Craig left the room, it was complete pandemonium. Ở đây mình sẽ hiểu là Alex là một cái học sinh ngoan đây. Trời ơi, giao cho thằng này nó làm lớp trưởng thì nó quản được ai. Alex là một học sinh ngoan, nhưng mà mọi người không sợ Alex như là cái cách mà họ sợ Patty Farrell. Ở đây nhá, thầy đã dặn rất nhiều lần rồi, khi mà các bạn đọc những cái chỗ they are này, mọi người không sợ Alex như cái cách mà they are of Patty Farrell, thì các bạn sẽ phải hiểu cái từ are ở đây nó chính là bằng từ gì nhỉ? Là khi mình đọc ấy, chứ không phải là cái cách mà họ là của Patty Farrell. Các bạn dịch thế thì nó sẽ bị sai. Cái từ are ở đây nhá, are of này này, nó chính là cái từ afraid of ở phía bên trên này. Đó, các bạn hình dung không? Không chịu trách nhiệm à? Out of responsibility, cái cụm đấy thì nó hơi lạ nhá. Thường thì bảo là is not responsible for, hoặc là does not have the responsibility to do something, thì nó sẽ natural hơn. Còn out of responsibility thì có thể là trước đấy là có trách nhiệm, xong rồi như kiểu là em không chịu trách nhiệm nữa thì em có thể dùng cụm đấy. Còn ngay từ đầu thì thấy không chắc lắm. Đó. Anyways, nhớ nhá, hai cục màu xanh này là một này, khi mà đọc là phải để ý nhá. Và ngay khi mà cô Craig ra khỏi lớp thì cả cái lớp này trở thành một mớ hỗn độn. Đấy, pandemonium ở đây mình hiểu là một mớ hỗn độn. Đây bọn nó gọi là đánh nhau loạn xã hết lên. Đó, a couple of guys who were sick of getting stuck inside for recess every day decided to try and figure out who took Mrs. Craig dictionary. Một số những cái đứa trong lớp ấy thì đã nào, đã gì đây? Nào còn ai còn nhớ không? Who were sick of, ở đây không phải là ốm nhá. Còn đứa nào nhớ không ạ? Trời ơi, ai dịch ở đây là ốm thì là mệt đấy nhá. Còn ai nhớ? To be sick of something. I'm sick of this. Tớ đã gì? Tớ đã phát ngán. Được chưa? Tớ đã phát ngán, tớ đã quá chán rồi. Với việc gì đó, đúng rồi. Đào Khánh Linh, Helen Mint, User tốt, Quang Thanh tốt. Ok, vẫn là nhớ. Một số những cái đứa trong lớp ấy, thì nó đã quá chán, quá mệt mỏi với cả cái việc là bọn nó bị bắt ngồi ở trong lớp trong giờ nghỉ. Đó, recess ở đây hôm trước mình nói với nhau là giờ nghỉ rồi, mỗi ngày. Cho nên là bọn này bọn nó đã quyết định là gì ạ? À, thử và tìm xem, là làm thám tử đó, để figure out, để tìm xem ai là cái đứa mà đã lấy cái cuốn từ điển của cô Craig. The first person they interrogated was this kid named Corey Lamb. I think Corey was number one on the list of suspects because he's smart and he's always using big words.
cái người đầu tiên mà những mà hai cái thằng này các bạn nhé, tức là hai cái thằng này nó quá phát ngắn rồi, hai thằng này nó interrogate đó, cái từ này interrogate ở đây mình hiểu là thẩm vấn nhá. Thường là nếu mà các bạn hay xem những cái phim ấy hoặc là những cái phóng sự về crime thì các bạn sẽ thấy cái từ này, thường là cảnh sát họ sẽ interrogate những cái suspects, là họ sẽ thẩm vấn những cái nghi phạm đó. Thì ở đây mình có luôn cái từ bên dưới là nghi phạm này. Hai cái thằng này thì nó ra nó tra khảo thẩm vấn cái thằng cu tên là Corey Lam, và tôi nghĩ là Corey Lam đang là cái số 1 trong cái danh sách nghi phạm, bởi vì là cái thằng này nó khá là thông minh và nó thường sử dụng những cái từ gọi là to tát, là using big words. Ở đây cái từ suspect này rất là hay các bạn nhé, nó vừa là danh từ mà nó vừa là động từ, được chưa? Nó nếu mà danh từ thì nó mang nghĩa là nghi phạm này, còn nếu mà nó là động từ các bạn nhé thì nó có nghĩa là nghi ngờ đó. Thế thì làm thế nào để mình phân biệt được, thì thầy sẽ có một cái mẹo nhá, để cho các bạn nhớ là khi nào là noun, khi nào là verb, nó sẽ khác nhau về mặt phát âm. Nếu mà thầy phát âm là suspect, được chưa, suspect, a suspect thì là nghi phạm, một thằng nghi phạm, a suspect. Nhưng nếu mà thầy phát âm là I suspect that he stole it, right? I suspect that he stole it. Tôi nghi ngờ là thằng này nó là thằng ăn cắp. Đó, thế thì danh từ nhá thì là trọng âm sẽ là trọng âm 1 này. Và động từ thầy sẽ giải thích này cho bạn dễ nhớ nhá. Động từ thì các bạn cứ nhớ là trọng âm nó chạy, động từ mà. Động từ là những từ chả tả chuyển động không? Thì trọng âm nó sẽ chạy sang số 2. Được chưa? Và nó sẽ tương đối là đúng với nhiều từ. Đúng với nhiều từ, không phải tất cả nhưng mà đối với nhiều nhá. Suspect là nghi phạm nhưng mà suspect nó I suspect that thì là động từ. Ok, mình phân 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 biệt nhá, nhưng mà ở đây thì là danh từ rồi. Tiếp nào. Ok, Corey fessed up to the crime in no time flat, but it turns out he only said he did it because the pressure made him crack. Corey thì fess up, ở đây thì mình sẽ hiểu nhé, cái từ fess up này là nó đang, mình có thể hiểu là viết tắt cho cái từ confess. Đó, confess, trời, một thời á, một thời có bạn nào mà biết những cái kiểu là confession không? NEU confession, xong rồi kiểu trường Phan Đình Phùng confession, xong rồi các cái trường nó có cái confession ấy. Tức là kiểu ẩn danh là gọi là thừa nhận. Đúng không? Đang ẩn danh để thừa nhận một cái điều gì đấy. Corey ấy thì nhận tội. Nó in no time flat, mình sẽ hiểu là soon, very soon. Đó. Soon, tức là thằng Corey này thì nhận tội rất là nhanh. Nhưng mà hóa ra, đó, cái cụm hóa ra này thầy sẽ muốn các bạn nốt vào nha. Cái cụm hóa ra này gặp trong IELTS rất là nhiều, IELTS reading ấy gặp rất là nhiều nhá. Rất nhiều bạn khi mà đọc cái chỗ này các bạn kiểu nó cái gì nó xoay ra, đúng không? Nó xoay ra hay là cái gì nó bật ra. It turns out, tức là hóa ra là đấy, hóa ra là rồi. Ok, thường là khi các bạn nói hai cái câu ấy mà nó là hai cái sự việc nó đối lập nhau nhá, tức là A là thằng này thừa nhận nhưng mà B là nó không phải là cái người phạm tội ấy, thì các bạn sẽ dùng từ hóa ra. Nhưng mà hóa ra là gì ạ? Cái thằng Corey này ấy, thì nó chỉ nói là nó lấy trộm bởi vì là cái gì ạ? Những cái áp lực thì khiến cho thằng này nó vỡ vụn các bạn nhé. The pressure made him crack. Crack ở đây mình sẽ hiểu là verb, được chưa? Crack danh từ thì là vết nứt này, crack danh từ là ma túy, nó thuốc phiện đấy, và động từ là vỡ nha các bạn nhé, vỡ hoặc là nứt. Thì ở đây mình hiểu nứt theo nghĩa bóng đấy. Chẳng qua là hai thằng này nó tra khảo gắt quá cho nên thằng này nó sợ quá nên nó nhận thôi, chứ thật ra là nó cũng không lấy. Đó, thằng này nó cũng không lấy. Ok, the next kid on the list was Peter Lin. And before you knew it, Peter was confessing too. cái đứa tiếp theo trong danh sách mà bị tra khảo đó chính là thằng Peter Lin. Và before you knew it, đây là cả một cục các bạn nhé. Before you knew it tức là sao ạ? Cũng giống từ bên trên thôi, tức là super soon. Super soon, super early. Đấy, siêu nhanh. Đấy, super quick. Rồi, cũng được. Đấy. Và trước khi mà bạn biết, tức là sao? Tức là có khi là vừa quay ra đã thấy thằng này nhận tội rồi. Đó. Và rất là nhanh thôi, thằng này tự nhiên nó nhận tội luôn. Nó cũng nhận tội luôn, nhưng mà không biết nó có lấy thật không. I figured it was just a matter of time
It was just a matter of time before those guys concerned me. So I knew I had to think up something fast. Tôi biết rằng là đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, cả cục này nhá. Thầy đã highlight thì có nghĩa là nó là cả cục các bạn nhé. Tôi biết rằng đấy, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi mà những cái thằng này ấy, nó bắt đầu nó đến nó tra khảo tôi. Đó, tức là trước sau gì nó cũng sẽ tra khảo mình. Cho nên là tôi biết là tôi sẽ cần phải nghĩ ra một cái thứ gì đấy nhanh. Đấy, cần phải bịa ra một cái gì đấy thật là nhanh để tí nữa nó thẩm vấn mình còn nói. I've read through Sherlock Sammy books to know that sometimes it takes a nerd to get you out of a pinch. And I figured if anyone could crack this case, it was Alex Aruda. Okay. Tôi đã đọc đủ những cái chuyện về Sherlock Sammy. Ở đây có thể là Sherlock Sammy, hình như là Sherlock Holmes, tức là chuyện về trinh thám. Tôi đã đọc đủ những cái chuyện trinh thám để tôi có thể biết rằng là đôi khi đấy, it takes something to do something các bạn nhá. Cái cấu trúc là rất là hay này. It takes something to do something tức là sao? Đôi khi sẽ cần phải có một cái gì đấy để làm một cái gì đấy, được chưa? It takes X đúng không? To do Y, đúng không? À, cần X để làm Y. Đấy, đôi khi là nó cần can đảm để bạn đôi khi cần can đảm để bạn có thể nói ra điều đấy. It takes courage to speak it out. Được chưa? Thì đây y hệt nhá. Thì khi mà mình đọc ấy là mình phải hiểu được đây là cấu trúc là it takes something to do something. Thì nó sẽ rất là dễ nhá. Các bạn nhìn mà xem. Đôi khi bạn sẽ cần phải giả ngơ nhá. A nerd là những cái đứa mọt sách. Thì ở đây thầy đang tạm dịch đấy, là đôi khi là bạn cần sẽ phải giả ngơ một tí để bạn có thể gọi là thoát ra khỏi một cái cú cấu. Ở đây mình hiểu pinch tức là một cái cấu các bạn nhé. Pinch là cấu hoặc là kiểu một rắc một ít hạt tiêu muối thì gọi là a pinch of salt, a pinch of pepper. Nhưng mà ở đây mình hiểu nghĩa bóng đi. Đó, đôi khi bạn sẽ cần phải giả ngu ngơ một tí để bạn thoát ra khỏi những cái tình huống nó tệ. Và tôi nghĩ rằng là gì ạ? Nếu mà có một ai đó mà có thể gọi là hóa giải được cái vụ việc này thì đó chính là Alex Aruda. If anyone could crack this case, it was Alex Aruda. Ở đây các bạn thấy cái từ crack không ạ? Phía bên trên nhá. Phía bên trên cũng là từ crack này. Nhưng mà mình sẽ hiểu ở đây không phải là vỡ mà mình hiểu là như kiểu là nó bị suy sụp ấy và nó đầu hàng. Đó. Vết nứt mà, đầu hàng thì ở đây nó lại không phải là đầu hàng nữa. Mà nó lại là crack the case, tức là xử lý được một vụ việc, hóa giải được một vụ việc. Đó. Hoàn toàn nhá. Ví dụ như là nếu mà bạn nào mà trước đây chắc phải lâu rồi, phải từ năm ngoái ấy, các bạn mà xem cái chuỗi livestream chữa đề của thầy thì có một cái livestream thì thầy có ghi là cracking reading passage 2 thì phải. Đó, thầy có đặt cái tên cái livestream ấy. Đó chính là giải mã cái bài đọc số 2 trong bài đọc reading kiểu thế. Thì mình sẽ hiểu cái từ crack nhá. Nó rất là nhiều nghĩa đấy, đa nghĩa. Ok, nào, cấu trúc ngữ pháp xong rồi này, từ vựng xong rồi này, đi tiếp nhá. Ok, xem là tại sao cái thằng Alex Aruda là cái thằng lớp trưởng nó lại có thể giải quyết được đây. So me and a couple of other guys who were worried about getting hassled went over to Alex to see if he could help us out. Cho nên là tôi và một số những cái thằng bạn tôi đấy, những cái người mà cũng đang lo lắng về cái việc là sẽ bị thẩm vấn các bạn nhé. Hassle ở đây mình sẽ hiểu là bị làm phiền này, bị thẩm vấn, bị như kiểu là bị gây phiền nhiễu ấy, kiểu thế. Nó kiểu là harassed, kiểu thế. Tôi và một số những cái thằng khác này thì những bọn tôi là đều lo lắng về cái việc là bọn tôi sẽ bị gọi là thẩm vấn. Thì bọn tôi đã đến nhé. Nếu mà bạn nào mà đọc IELTS reading ấy, đặc biệt là học các cái lớp upper A của thầy, thì các bạn phải nhìn ra được cái từ went over này, nó là verb chính của cả câu nhá. Được chưa? Các bạn nhìn xem cái câu này nó cực kỳ nhiều động từ luôn. Đây này, worry là một động từ này, worry là một động từ này, thấy không? Getting hassle là một động từ này. Đó. Cho nên là nhiều lúc các bạn đọc ấy mà các bạn không để ý nhá, mà không biết thằng nào là động từ chính ấy, là đọc đến giữa câu là toi luôn, đứt luôn. Bọn tôi đến chỗ thằng Alex để xem là bọn thằng Alex này nó có thể giúp bọn tôi được không. Từ từ có bạn hỏi là tối nào anh cũng live. À, anh ghi ở đây này em này, lịch đọc truyện nhá. Lịch đọc truyện thì anh sẽ update ở trên group, ở trên phở bò em nhá, IELTS từ đầu. Ok,
Em chịu khó nhá, em vào phở bò em tìm giúp anh IELTS từ đầu, xem bấm vào phần group ấy, em join vào đấy giúp anh. Anh có đăng cái lịch đọc truyện của tuần này đấy, là anh có đặt có đăng từ tuần trước, là thứ bảy chủ nhật tuần trước và thứ tư tuần này đó. Có vẻ như là không nhiều bạn để ý cái lịch lắm, cho nên là hôm nay nhiều bạn chắc không không để ý vào TikTok để xem. But anyways, anh sẽ có nhá, có đăng lịch nhưng mà ở trên group, tại vì tùy hôm thôi, có hôm anh đọc có hôm nào rảnh thì đọc. Có nha Quang Thanh nha, trời ơi, trời ơi, bảo không có bảo hên xui á, trời. Ok, anyways, tiếp nhá. Nào, xem mà đến nhờ thằng lớp trưởng như nào đây. We told Alex we needed him to solve the mystery of who took Mrs. Craig's dictionary, but he didn't even know what we were talking about. Bọn tôi thì đến chỗ Alex. Đó, bọn tôi bảo với Alex gì ạ? Là bọn tớ đang cần cậu để giải mã cái bí ẩn này. To solve the mystery. Cũng là một cái collocation hay. Để giải mã cái sự bí ẩn này. Sự bí ẩn về cái việc mà đứa nào là cái đứa lấy từ điển của cô Craig. Đấy, nhưng mà cái thằng Alex, cái thằng lớp trưởng ấy, thậm chí là nó còn không biết là chúng tôi đang nói về cái gì cơ. Ơ, thằng ấy ngơ đấy. I guess Alex had been so wrapped up in his book that he hadn't even noticed what had been going on around him for the past couple of days. Tôi đoán là Alex thì đang như thế nào với quyển sách của anh ấy đây. Nào, đây là một cấu trúc ngữ pháp tiếp theo nhá. So gì đấy that. Trời ơi, cấu trúc này gặp trong reading thì chắc là phải tầm 100 lần. Đấy, cấu trúc nhá, so cộng với tính từ. Đấy, that cộng that, xong rồi cộng SVO. Đấy, nó một cái gì đấy nhá các bạn nhá. Một cái gì đấy nó thế nào quá đến nỗi mà. Tức là cái cấu trúc của nó rất là dài nhá. Ví dụ các bạn bảo là ngày hôm nay lạnh đến nỗi mà tôi không thể nào mà ra khỏi giường được nhá. Today is so cold that I couldn't get out of bed. Các bạn hình dung không? Đúng rồi, bật thông báo live là TikTok là không bảo lỡ. Chăm chú, đúng rồi. Thì ở đây mình sẽ hiểu là cái từ rap này này. Bạn nào mà học cái phần đọc cái phần về Giáng sinh ấy, các bạn sẽ biết là rap ở trước mình hiểu là wrap a gift là bọc quà. Đấy, nhưng mà ở đây mình sẽ hiểu rap là bọc nhá. Thì đây là nghĩa bóng các bạn. Alex ấy thì nó đang gọi là rất là chăm chú, nó rất là cắm mặt vào cái quyển sách của nó. Đấy, nó chăm chú đến cái nỗi mà. Đó, thì cái chỗ này cái câu này dịch nó phải bảo là thế nào đấy đến nỗi mà SVO. Ra dịch đúng tiếng Việt là nó phải như thế đấy. Nó quá là chăm chú đến cái nỗi mà nó còn không nhận biết được là xung quanh nó đang xảy ra cái gì trong vòng một vài ngày gần đây. Đó. Plus Alex was Alex always stays inside to read during recess, so Mrs. Craig's punishments hadn't had a big effect on his life. Và lại đấy, plus đây mình hiểu là như kiểu là moreover thôi. Thêm vào đó thì Alex thì lúc nào nó cũng ngồi trong lớp để nó đọc sách trong giờ nghỉ. Cho nên là thật ra là cái hình phạt của cô Craig ấy, là bắt cả lớp ngồi trong lớp đấy. Cái hình phạt của cô Craig này thật ra nó cũng không tác động nhiều đến cuộc đời của thằng này. Unfortunately, Alex has read. Cái chỗ này cẩn thận phát âm nhá mấy đứa nhá. Cái thằng read này, thằng này là phân từ 2 này. Thấy không? Thì các bạn phải phát âm giống cái chữ màu đỏ ấy, giống cái chữ màu đỏ ấy là red nhá. Hình dung không? Quá khứ đơn và phân từ 2 của từ read nhá, nó sẽ là read red red. Đó, cho nên là khi phát âm là cẩn thận nhá. Unfortunately, Alex has read his share of Sherlock Sammy books too. So, he said he would help us if we paid him $5. Xui xẻo thay là cái thằng Alex này này, nó cũng đã đọc những cái chuyện trinh thám rồi của Sherlock Holmes rồi, cho nên là nó bảo là gì ạ? Nó sẽ giúp chúng tôi nếu như mà bọn tôi trả cho nó $5. Đó, $5. Ở đây mình hiểu bucks là dollars thôi. Văn nói thôi. Well, that was totally unfair because Sherlock Sammy only charges a nickel. A nickel hình như nó là một đơn vị tiền tệ các bạn ạ. Đó, nickel tức là rất rất là ít ấy. Charges a nickel tức là rất là ít. Rất là ít tiền. Okay. But me and other guys agreed it was worth it, and we pulled out of money, then fork over the $5. Đây, cái cụm này hôm trước vừa nói xong. Hôm nay gặp lại luôn.
điều này là hoàn toàn là bất bất hợp lý đấy, không công bằng, bởi vì là Sherlock Sammy ấy, thì chỉ thu tiền có một tí thôi, cũng chỉ thu có 1-2 xu thôi, nhưng tôi và những cái thằng kia kìa thì đồng ý rằng là, bọn tôi đều đồng ý rằng là it was worth it, tức là nó xứng đáng, đấy, 5 đô này là xứng đáng để thằng Alex này nó giúp mình, cho nên là chúng tôi gọi là hùn tiền nhá. Đây các bạn hình dung không, cái từ pool này rất là hay này, cái từ pool này rất là hay nhá, bình thường các bạn chỉ biết pool ở bể bơi thôi đó, nhưng mà mình có thể nói là pool our money, tức là chúng tôi hùn tiền, chung tiền đó. Nếu như các bạn nào mà hay dùng những cái app như kiểu Grab kia ấy, mà các bạn đặt đồ ấy, mà các bạn bật chế độ tiếng Anh nhá, mà các bạn đặt đồ như kiểu là đặt đồ theo nhóm ấy, sau đó các bạn share tiền ở trong cái app đấy ấy, có thể là nó sẽ có từ pool đấy. Hoặc ví dụ như là các bạn share cái ô tô với nhau ấy, rất nhiều ở bên, đặc biệt ở bên nước ngoài, bọn nó có cái dịch vụ là các bạn book Grab xong rồi như kiểu là các bạn sẽ chia sẻ cái xe đấy với một người khác ấy. Đó, thì nó có cái từ là carpool, tức là chia sẻ xe. Đó. Đó, mình hiểu pool tức là kiểu cái bể bơi, tất cả nhiều người chui vào đấy để bơi ấy, mình hiểu thế. Bọn tôi gọi là hùn tiền vào và bọn tôi chia ra 5 đô la cho nó. Đấy, cái từ fork này hôm trước mình nói rồi nhá. Fork nó là cái dĩa. Nhớ không? Fork là cái dĩa, cái nĩa. Ừ, chip in cũng được. Fork là cái dĩa, cái nĩa nhá. Và hôm trước thầy có nói với các bạn ấy là fork out hoặc là fork over something, tức là chìa ra, đưa ra, là kiểu một cái gì đấy nó quý giá thì mình sẽ nói như thế nhá. Tức là 5 thằng này hùn mãi vào mới được 5 đô thì bắt đầu là dồn hết đưa cho thằng Alex. We laid out all the facts of the case to Alex, but we didn't know a whole lot. Then we asked Alex if he could get us pointed in the right direction. Bọn tôi thì đã, đây không phải layout, đây không phải là nằm ra nhá, được chưa? Chúng tôi bày ra, được chưa? Ở đây không dịch là nằm ra, mặc dù không biết, hôm trước thầy biết là thầy bảo là từ lay, late tức là nằm nhá. But anyways, lie, late đều là nằm. Anyways, chúng tôi bày ra những cái sự thật về cái vụ việc này cho Alex, chúng tôi kể đấy, chúng tôi kể cho Alex tất cả những cái gì mà chúng tôi biết. Nhưng mà chúng tôi, thật ra chúng tôi cũng không biết nhiều lắm. Đó. Sau đó thì then we ask Alex, sau đó chúng tôi hỏi rằng là liệu nhá, câu này phải là liệu này, đấy nhá, các bạn đọc là các bạn phải hình dung nhá, không phải là nếu đâu nhá, mà mình hiểu phải gọi là liệu, liệu rằng cái gì đấy, tức là thường là mang tính gợi ý. Chúng tôi hỏi Alex là liệu rằng là nó có thể get somebody P2 nhá, giúp chúng tôi làm gì đấy không, gọi là giúp chúng tôi đi đúng hướng không, đấy, get us pointed in the right direction. Nó có thể giúp chúng tôi đi đúng hướng bằng những cái manh mối của chúng tôi không? Manh mối mà chúng tôi đưa cho nó không? So, I expected Alex to start taking notes and spout some scientific mumbo-jumbo. But all he did was close the book he was reading and show the cover to us. And you're not gonna believe this, but it was Mrs. Craig's dictionary. Ái chà, thằng này được. Đúng là những thằng ít nói thường là nguy hiểm các bạn ạ. Trời, chuẩn nhá. Bọn tôi đã mong rằng là Alex thì sẽ gọi là viết, take note lại những cái take note lại những cái gì mà bọn tôi vừa nói. Đó, và sẽ gọi là nhả ra, các bạn nhé, spout, mình hiểu là đưa lại cho chúng tôi những cái gọi là mumbo jumbo, tức là những cái thông tin thôi. Nó là kiểu văn nói nhá. Rất nhiều những cái thông tin kiểu về mặt khoa học. Đấy, để kiểu suy luận xem đứa nào là hung thủ. Nhưng tất cả những gì mà cái thằng này nó làm ấy, đó chính là nó chỉ đóng cái quyển sách vào và nó cho chúng tôi xem cái cuốn bìa của quyển sách nó đang đọc. Và bạn sẽ không tin điều này đâu. Đây chính là cuốn từ điển của cô Cracks. Tức là ngay từ đầu là cái thằng này là nó đã cầm cái cuốn từ điển của bà cô này, nó đọc từ đầu đến giờ và tự nhiên nó được 5 đô. Trời ơi, thằng này khôn á. Thằng này khôn hơn cả nhân vật chính. Alex said he'd been studying the dictionary to get ready for the state spelling bee next month. Well, that would have been nice to know before we gave him our $5. Alex nói rằng là gì ạ? Nó đang nghiên cứu cái cuốn từ điển này, nó đang học cái cuốn từ điển này để nó chuẩn bị cho cái cuộc thi gì đấy. Cái cuộc thi này thì chỉ có nước ngoài mới có thôi các bạn ạ. Anh Mỹ nó mới có thôi chứ Việt Nam không có. Các bạn có biết là Spelling Bee là cuộc thi gì không? Spelling ấy. Các bạn biết Spelling Bee là cuộc thi gì không ạ? Mà thường là những đứa trẻ con nó hay thi. Thường là các bạn làm bài listening các bạn hay sai spelling đó, đúng rồi. Nó không phải phát âm đâu. Phát âm là pronunciation rồi. Spelling là khác đấy, không phải phát âm. Ai biết? Đúng rồi. Thảo Ngân, Ruby Nguyễn chuẩn, đánh vần. Spelling Bee tức là những kiểu cuộc thi đánh vần đấy.
thì nó mới phải học từ điển để nó học từ vựng đó. Vào tháng tới, đó, thằng này là cuộc thi đánh vần. Đánh vần, ABC đồ đó. Well, thì cái điều này ấy, nó sẽ thật là tuyệt vời. Nếu mà bọn tôi biết cái điều này trước khi mà bọn tôi đưa cho nó 5 đô, thì thằng này rất khôn, tôi ăn được tiền luôn. Anyway, there was no time to waste complaining because Mrs. Craig was gonna be back in the room at any second. dù sao thì đấy, bọn tôi không có thời gian để ngồi cằn nhằn phàn nàn complaining. Bởi vì cô Craig ấy thì sẽ quay trở lại phòng học sớm thôi. Đấy, at any second ở đây mình không dịch là vào bất kỳ giây nào thì nghe nó hơi cứng các bạn. Vào bất kỳ giây nào nghe cứng, tức là very soon. Đấy, từ này vẫn nghĩa là very soon. Cùng một cái nghĩa đấy nhưng mà nó nói 4 5 kiểu liền, at any second. Rồi, Corey Lam grabbed the book from Alex and put it on Mrs. Craig's desk, but she walked in the room right at that moment. cái thằng cu Corey Lam ấy là cái thằng cu lúc nãy bị thẩm vấn đấy. Thằng cu này thì nó tóm ngay cái quyển sách từ thằng Alex và nó đặt lên bàn của cô Craig. Nhưng cô giáo thì bước vào lớp ngay vào cái khoảnh khắc đấy, right at that moment, và bà cô ấy kiểu aha, right, aha, I caught you red-handed. Các bạn nhớ cái từ caught somebody red-handed không? Catch somebody red-handed, còn ai nhớ nghĩa là gì không nào? Đây đây, đây cái này gọi là catch somebody red-handed đây. Không phải là bắt đỏ tay nhá, mà là bắt như nào ạ? Đúng rồi, bắt quả tang, bắt tại trận, bắt tận tay, dây tận chán đấy, đúng không? Aha, right, I caught you red-handed. Mrs. Craig ended up going back on her whole no consequences promise. So Corey Lam is gonna be spending the next 3 weeks inside during recess. Cô Craig ấy, thì cuối cùng nhá, cái cụm này thầy rất là thích này. Các bạn nào mà muốn trở thành một cái storyteller giỏi nhá, tức là các bạn muốn kể chuyện ấy, có thể là kể trong phần example, trong phần speaking, hoặc là các bạn để các bạn làm mà speaking part 2, thì các bạn có thể nhớ cái từ ended up này để các bạn dùng thay cái từ finally. Rất là hay, rất là hay. Cô Craig thì gọi là cuối cùng đấy, thì cô Craig là gọi là vẫn cứ gọi là lải nhải đúng không? Nói lại về cái tất cả những cái lời hứa về cái việc là gì ạ? Cô sẽ không phạt các bạn đâu. Đấy, cho nên là cái thằng Corey Lam này ấy, thì nó sẽ phải dành 3 tuần tiếp theo ở trong lớp vào giờ nghỉ. Đấy, tức là ý là cô ấy chỉ phạt cái thằng bắt quả tang thôi. Còn cả lớp thì không phạt đấy, thằng này gọi là tay bay vạ gió đây. Đúng không? Không làm gì cuối cùng tự nhiên bị bắt tại trận. Looking on the bright side, looking on the bright side. Trời ơi, cái cụm này. Có đứa nào ở đây đang đọc truyện mà cái hồi mà thầy livestream cái buổi dạy speaking không? Cái buổi mà các bạn có thể xem lại ở trên kênh YouTube của IELTS từ đầu nhá. Cái buổi đấy là cái buổi gì nhỉ? Vô hạn ideas. Vô hạn ideas trong speaking, cách để phát triển ý tưởng đó. Thì thầy có dạy các bạn cái cụm này, looking on the bright side hoặc là on the bright side. Sau đó các bạn nêu những cái điểm tốt, được chưa? Nêu điểm tốt thì đây là một trong những cái từ nối nhé. Đấy, để mà nói về mặt tích cực thì là gì ạ? Ít ra là cái thằng Corey Lam này thì nó sẽ có cái thằng Alex Aruder là cái thằng mà ngồi đọc sách đấy. Ít ra là nó có cái thằng mọt sách kia, nó ngồi nó đọc sách cùng trong lớp. Đó, ở đây mình có cái từ rất là hay các bạn nhé. To keep him company. Đấy, rất nhiều bạn chỗ này dịch ơi để giữ công ty của anh ấy. À, dịch công ty là toi rồi. Company này là một từ rất là hay nhá. Nó không phải là công ty đâu các bạn, mà company ở đây nó gần như kiểu là companion. Nó như kiểu là sự đồng hành hoặc là như kiểu là sự bầu bạn kết bạn ấy. Đúng rồi, bầu bạn đồng hành cũng được. Đấy, tức là mình hiểu là hai thằng này nó sẽ ngồi trong lớp cùng nhau. Nó còn đâu là những thằng khác đi chơi. Ok, xong cái vụ lấy từ điển. Tiếp sang tháng sau nào, Tuesday. Yesterday in the cafeteria, when I emptied out my lunch bag, I got 2 fruits and no snacks. Ngày hôm qua trong căng tin của trường ấy, thì tôi dốc, ở đây mình sẽ hiểu empty out, tức là tôi dốc cái túi, tôi mở cái túi ăn trưa của tôi ra, và tôi có 2 loại hoa quả khác nhau, và không hề có những đồ ăn vặt. Ở đây nhá, các bạn có hình dung cái từ fruits này không ạ? Rất nhiều bạn bị một cái lầm tưởng là fruit là không đếm được. Các bạn ạ, các bạn toàn nhầm là fruit là không đếm được thôi. Nhưng thầy đã gặp rất nhiều trường hợp rồi là fruit đếm được nhá. Tức là nó nói về loại hoa quả hoặc là food nhá. Thậm chí luôn cái từ food này này, người ta cũng cho add rất là nhiều luôn. Các bạn ạ, food cho add là thường là khi các bạn nói về nhiều những cái
loại đồ ăn ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Đấy, ví dụ đồ Âu, đồ Ấn, đồ Hàn, đồ Việt. Thì mình sẽ nói là so, I've been trying a lot of foods lately. Đó, tôi đã ăn rất nhiều loại đồ ăn khác nhau, từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Thì food thật ra là vẫn có ép được đấy nhá, chứ không phải là không được đâu. Tiếp nào, tức là thằng này dốc ra thì có mỗi táo với cả cam à, không có đồ ăn vặt. This was a pretty big problem. Mom always packs cookies or sugar waffles or something in my lunch bag, and it's usually the only thing I eat. So I had no energy for the rest of the day. Đây là một vấn đề lớn. Mẹ tôi thì luôn luôn gọi là gói, đấy, packs. Mẹ tôi thì luôn luôn gói cho tôi những cái bánh, đúng không? Mình hiểu là những cái bánh ngọt hoặc là những cái bánh quy. Đó, cookies là nó như gọi là bánh quy thôi, hoặc là đại loại là những cái thứ đồ ngọt như thế trong cái túi ăn trưa của tôi. Và thường thì những cái đồ ngọt này là thứ duy nhất mà tôi ăn. Tức là ăn mỗi đồ ngọt thôi, hoa quả các thứ vứt hết. Cho nên là có vẻ như là hôm nay là tôi sẽ không có bất kỳ, tôi sẽ không có năng lượng trong cái phần còn lại của ngày rồi. Và đến cái đoạn này là nó là due, như kiểu là nó kéo xà nào. Đứa nào đã từng đọc trước đây còn nhớ kéo xà là gì nào? Nào nào, còn nhớ không? Chống đẩy là push ups. Nào, kéo xà là gì? Nhớ không? Kéo xà. Ta mình cầm cái thanh xà mình kéo lên ấy để cho cái gì của mình chạm vào cái xà đây. Còn nhớ không? MTL ở đây mình cứ hiểu là làm trống rỗng một cái gì đấy nhá, em nhá. Nhưng mà rõ ràng là mình đọc với cái ngữ cảnh ấy thì mình hiểu là nó bảo là emptied out my lunch bag, tức là nó dốc cái túi ăn trưa của nó ra. Có ai nhớ không? Nào. Có ai nhớ? Đúng rồi, chuẩn. Các bạn còn nhớ không ạ? Kéo xà là các bạn kéo cái cằm của các bạn lên chạm vào cái xà ấy. Thì mình sẽ có cái từ là to do chin ups. Đúng không? Đó. Chin up là kéo xà đấy, ví dụ đi thi. Đi thi mà nói vào chủ đề sức khỏe mà nói push up, chin up, chin ups, quá hay. Đó, bạn nào mà nhớ chin là cái cằm mày này. Anyways, tiếp nhá. When I got home, I asked mom what's the deal was with the two fruits thing. She said she always buys enough treats to last us. To last us the whole week. So one of us boys must have taken the snacks out of the bin in the laundry room. Khi tôi về nhà thì tôi hỏi mẹ tôi, what's the deal was with? Tức là sao? Là có chuyện gì đã xảy ra nhé. Cái từ deal ở đây không phải là deal như kiểu là Shark Tank đâu nhé. Deal đây không phải là Shark Tank, mà mình hiểu là what's the deal, tức là what happened. Đấy, what happened. Tôi hỏi mẹ tôi là có cái chuyện gì nó đã xảy ra với cả cái việc mà gọi là two fruits thing, nó là văn nói rồi nhá. Mình cứ hiểu là tại sao, ý là tại sao mẹ lại chỉ cho con hai loại hoa quả thôi mà không có đồ ăn vặt. She said, đúng không? Mẹ tôi bảo là mẹ tôi luôn luôn mua đủ những cái đồ ăn để cho chúng tôi tồn tại được trong cả một tuần. Bạn nào còn nhớ cái từ last này là hôm trước thầy nói với các bạn rồi này. Last này là động từ này, gặp trong IELTS listening rất là nhiều. Đấy. Ví dụ nhá, nó nói về thời gian đi, nó sẽ nói là the exhibition lasted for 3 days. Đó, đúng không? Cái triển lãm này thì nó diễn ra trong vòng 3 ngày. Đấy thì trong bài nó sẽ paraphrase thành, ví dụ như là duration. Nó sẽ paraphrase thành chữ duration, tức là thời gian diễn ra. Thì mình nghe từ last là mình phải hiểu đấy là cái đáp án của mình ấy. Ok, tức là mẹ tôi bảo là luôn luôn mua đủ đồ ăn trong một tuần. Cho nên là một trong số những cái đứa trong nhà này, đúng không? Thì có thể là đã lấy nhầm. Đấy, đã lấy cái lấy nhầm cái đồ ăn vặt ở trong cái phòng giặt. Ok, chắc là chỗ để đồ ăn thôi. I'm sure mom thinks I'm the one stealing the snacks. But believe me, I already learned my lesson about doing that. Tôi khá là chắc rằng là mẹ tôi thì nghĩ rằng tôi mới là cái đứa lấy trộm cái đồ ăn vặt đấy. Nhưng tin tôi đi, tôi đã học được cái bài học về cái việc ăn trộm rồi. Hình như là ở cái phần trước mình đọc là có một lần là thằng này ăn cắp một cái gì đấy thì phải. Hay nó lấy một cái đồ gì đấy của người khác ấy, và sau đó nó bị trừng phạt. Đây này, nó kể luôn chuyện này. Last year, I took treats out of the bin, but I totally paid the price for it when I opened my lunch bag at school and pulled out mom's substitute snack. Năm ngoái ấy, thì tôi có lấy một số những cái đồ ăn ra khỏi, ở đây mình hiểu bin. Theo thầy nhá, bin ở đây mình sẽ không hiểu là trash bin đâu, mình không hiểu là thùng rác đâu các bạn. Mà mình hiểu bin ở đây có thể là một cái chỗ mà như ở một cái tủ ấy. Một cái kệ người ta để đồ ăn nhá, một cái thùng người ta để đồ ăn.
Đấy, nhiều lúc mà mình phải xoay như thế chứ ai để đồ ăn trong thùng rác. Năm ngoái thì tôi lấy một số những cái đồ ăn ra khỏi cái tủ này và tôi đã hoàn toàn phải trả giá. Cái từ pay the price này rất là hay. Cụm này ở cái quyển đầu như mình đọc rồi, thằng này không biết có phải C2 không. Thầy nhớ mang máng như là C2. Tôi đã hoàn toàn phải trả giá khi mà tôi mở cái túi ăn trưa của tôi ở trường ra ấy, và tôi đã lôi ra được những cái món ăn vặt thay thế của mẹ tôi ấy. Từ substitute này trước thầy có nói rồi đấy. Substitute teacher đấy là giáo viên dạy thay, các bạn nhớ không ạ? Xem nào, xem là cái đồ ăn vặt của bà mẹ là gì đấy. Would one of you gentlemen care to trade something for a pack of croutons? Croutons chắc là cái đồ ăn vặt gì đấy, chịu, cái này chắc là tên đồ ăn rồi. Thầy không biết lắm nhưng mà chắc là không ngon lắm. Ok, trade ở đây, cái từ quan trọng là từ trade, trade tức là trao đổi. Đấy, có đứa nào muốn đổi đồ ăn vặt với tao không? Lịch livestream. Đúng rồi, I do push ups every day đúng nhá. Lịch livestream thì Crystal. Crystal ơi, em lên phở bò giúp thầy nhá. Em tìm group IELTS từ đầu này, em thấy ở đây không? See? Được chưa? Em tìm group IELTS từ đầu và em theo dõi lịch ở đấy giúp thầy nhá. Bởi vì lịch đọc của thầy không cố định ấy. Thường sẽ là cuối tuần, nhưng mà thi thoảng ví dụ thứ tư thầy có thời gian thì thầy sẽ đọc. Được chưa? Không không cố định lắm, cho nên là nếu mà thầy đọc thì thầy sẽ đăng bài ở trên đấy. Thầy sẽ ghi là lịch đọc truyện của 3 buổi tiếp theo là thế này. Ok, hoặc là bấm follow nhá. Nếu bấm follow thì có thể là nó sẽ nhắc các bạn. Đấy, khi nào mà thầy live thì nó sẽ nhắc các bạn là ông này ông đang livestream đây. Anyways. Tiếp nha. Today at lunch it was the same exact thing, two fruits and no snacks. Hôm nay vào giờ ăn trưa thì cái điều này nó lại xảy ra rồi. Đấy, tôi lại chỉ thấy mỗi gì ạ, hai loại hoa quả và không thấy đồ ăn vặt của tôi đâu. Like I said, I really depend on the boost I get from that sugar. I almost fell asleep in Mr. Watson's class in the sixth period, but luckily I snapped awake. Cụm này hay này. But luckily I snapped awake when my head hit the back of my chair. Như tôi đã nói là tôi thật sự là tôi phụ thuộc rất là nhiều vào cái cú gọi là boost. Ở đây mình sẽ hiểu là tôi phụ thuộc rất là nhiều vào năng lượng từ đường. Được chưa? Và tôi đã suýt nữa là ngủ gật trong cái lớp của thầy Watson trong tiết thứ 6. Nhưng mà may mắn thay là tôi snap awake, tức là sao? Các bạn còn nhớ snap là như nào? Còn đứa nào nhớ snap là động từ gì không? Snap là cái này này. Còn ai nhớ không ạ? Xem trước xem Avengers đó. Cái gì nhỉ? Thanos ấy. Snap phát là nửa thiên hà bay bay bầu á. Snap tức là búng tay, đúng rồi, búng tay hoặc là nhanh nhá, một cái gì đấy nhanh búng tay. Thì ở đây mình hiểu là I snapped awake, tức là tôi bừng tỉnh. Đúng không? Các bạn hình dung không? Là nhiều lúc mình biết cái từ gốc của mình suy ra là nó rất là dễ luôn. Tôi bừng tỉnh, tức là kiểu giật mình tôi tỉnh dậy ấy. Tôi bừng tỉnh, giật mình tôi tỉnh dậy khi mà đầu tôi thì đập vào cái phía sau của cái ghế, đập vào cái tựa tựa ghế phía sau. When I got home, I told mom it wasn't fair. Someone else was eating the treats and I was having to suffer. But she said she wasn't going to the grocery shopping until the end of the week. And that I'd just have to make do until then. Khi tôi về nhà ấy, thì tôi bảo với mẹ tôi là thật là không công bằng khi mà ai có một người khác thì đang ăn cái đồ ăn vặt của con đấy, và con là cái đứa mà phải chịu đựng. Các bạn nhé, suffer ở đây mình hiểu là chịu đựng sự đau khổ hoặc là chịu những cái gì đấy xấu thì mình hiểu là suffer. Được chưa? Giới từ thường là suffer from something. Anyways, nhưng mà mẹ tôi bảo là gì ạ? Mẹ tôi sẽ không đi đến cái tiệm mà tạp hóa đâu, đi shopping. Ở đây mình hiểu là grocery các bạn nhé. Đây là một trong những cái từ mà thầy thấy là từng xuất hiện trong đáp án trong IELTS listening. Đấy. Level 1 nghe grocery chả hiểu là cái gì. Level 2 đứa nào mà hay xem phim ấy, biết grocery là đi mua tạp hóa, đi mua đồ như có đồ ăn, đồ uống, các thứ linh tinh ấy, ở siêu thị ấy. Nhưng lại không biết đánh vần. Đúng không? Nhiều đứa ấy nói là grocery là có khi biết đi mua đồ đấy, nhưng mà bảo là đánh vần thì lại sai. Eating the treats là ăn đồ ăn vặt em. Ăn treats ở đây là đồ ăn vặt. Trời ơi, các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ cái hồi Halloween nó có cái câu gì không nhỉ? Cho kẹo hay bị ghẹo ấy, nhớ cái câu đấy không? Mà mình đọc ở trong quyển trước ấy, cái dịp Halloween mình đọc rồi đấy. Halloween mình có cái cụm là gì ạ? Trick or treat, đúng không? Trick or treat. Đấy, ăn kẹo hay bị ghẹo thì do mình thấy là treat ở đây tức là kẹo này. Đó thì ở đây mình hiểu là nó có thể là kẹo hoặc là đồ ăn vặt. Mình hiểu nó to to ra một tí, hiểu rộng ra thì nó dễ hơn.
Đấy thì đấy thế thôi, tweet gọn thấy không? Nếu mà bạn nào mà đọc với thầy từ buổi đầu ấy, ở quyển trước ấy đến quyển này là bắt đầu thấy dễ hơn rồi này. Mẹ tôi bảo là mẹ tôi sẽ không đi mua đồ đâu. Đấy cho đến cuối tuần này cơ, cho nên là tôi sẽ phải tự gọi là make do. Mình sẽ hiểu là phải tự xử lý thôi. Đấy không ai giúp hết. Dad wasn't any help either. Cái cụm này rất là hay nhá, thay vì mình nói là dad did not help me thì mình có thể bảo là somebody wasn't any help. Đấy thì mình sẽ hiểu là thằng này là danh từ này, rất là hay. Đấy, bố tôi thì cũng chẳng giúp được gì nhiều. When I complained to him, he just made up a penalty for anyone caught stealing snacks, which was no drums and no video games for a week. So obviously he thinks it's either me or Roderick. Bố tôi thì không giúp được gì nhiều. Khi mà tôi phàn nàn với bố tôi ấy, thì bố tôi chỉ bịa ra một cái hình phạt. Đó, made up a penalty. Made up tức là bịa ra này, penalty ở đây mình hiểu là hình phạt nhá. Bạn nào mà xem đá bóng ai biết đấy, sút ra cái gì penalty đấy. Chuẩn không? Nếu mà xoạc nhau ngã ở trong vòng cấm địa ấy thì bị sút penalty. Nó là hình phạt các bạn nhá. Và mình có một cái từ là death penalty. Death penalty tức là tử hình. Đấy, death penalty là tử hình. Cái từ penalty này các bạn thay vô cái từ punishment rất là hay. Nhiều bạn khi mà viết bài luận về chủ đề crime, đúng không? Viết writing test 2 về crime ấy, suốt ngày dùng là punishment. Không biết dùng từ nào khác thì cái từ penalty này là một từ theo thầy là rất là hay này. Dùng thay rất là lành nhá. Gần như là không thể sai được. Bố tôi thì bịa ra một cái hình phạt cho bất kỳ cái đứa nào mà ăn trộm mà cái đồ ăn vặt này. Và cái hình phạt đấy là cái gì ạ? Không được chơi trống và không được chơi điện tử trong vòng một tuần. Cho nên rõ ràng là bố tôi nghĩ là chỉ có tôi hoặc là thằng Roderick là đang ăn trộm. Tại vì sao? Mình hiểu là thằng Roderick là thằng Anh nhá. Cho các bạn nào mới xem cái livestream của thầy nha, Roderick là thằng Anh rất là nghiện nhạc rock. Và nó chơi trống rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ hiểu là no drums tức là dành cho Roderick này. Và không chơi điện tử là cho thằng nhân vật chính. Like I said, it's not me, but I figured that might be right about Roderick. When Roderick went up to the bathroom after dinner, I walked down to his room to see if I could find any wrappers or crumbs. Okay. Như tôi đã nói thì tôi không hề ăn cắp cái gì hết, mà tôi mới là cái đứa mà đang bị ăn cắp đúng không? Và tôi đoán là bố tôi có thể đúng là về Roderick. Đấy. Tôi nghi thằng anh tôi, Roderick. Khi mà Roderick thì vào nhà vệ sinh sau bữa tối, thì tôi đi xuống, tôi vào phòng của thằng anh trai của tôi. Và tôi xem là liệu rằng nhá, đây không phải là nếu nhá, liệu rằng đi thì nó hợp lý hơn, liệu rằng là tôi có thể tìm được bất kỳ cái gì đây. Nào, hai từ này dạy hết rồi, còn ai nhớ không? Wrappers and crumbs là cái gì ạ? Nhớ là đây là đồ ăn vặt các bạn nhá. Wrap là gói, thì wrapper mình hiểu là gì? Cái gì của cái kẹo ạ? Vỏ kẹo. Các bạn hình dung không? Đấy, phải đoán nhá. Liệu tôi có tìm được vỏ kẹo hay là vụn bánh kẹo ấy. Crumbs, mình có cái từ là breadcrumbs. Các bạn nữ nhá, các bạn nữ nào đang xem livestream các bạn hay nấu ăn ấy. Đấy, các bạn chắc chắn là biết cái breadcrumbs là vụn bánh mì ấy. Hoặc là bột chiên xù đó. Đấy, nếu mà siêu thị thì nó hay gọi là bột chiên xù, breadcrumbs. Mình hiểu là vỏ kẹo là vụn bánh mì. Tìm xem có bằng chứng gì không. But while I was poking around in Roderick's room, I heard him coming downstairs. I had to hide quick because for some reason Roderick gets really bent out. Gets really bent out of shape when he catches me in his room like he did yesterday. Nhưng mà trong khi mà tôi đang gọi là chọc ngoáy, mình có cái từ poke ở đây là chọc các bạn nhé. Thì đây mình hiểu là lục lọi đấy, chọc ngoáy. Trong khi mà tôi đang chọc ngoáy lục lọi cái căn phòng của thằng Roderick, thì tôi nghe thấy tiếng của thằng anh trai tôi nó đi xuống dưới nhà. Tôi phải trốn đi rất là nhanh bởi vì là vì một số lý do nào đấy thì thằng Roderick này thì nó gọi là bent out of shape, tức là nó rất là khó chịu các bạn nhé. Annoyed. Thằng Roderick này thì nó cảm thấy rất là khó chịu khi bất kỳ khi nào mà nó bắt gặp tôi ở trong phòng của nó. Đấy, trong phòng anh ấy đi, dịch anh ấy cho nó lịch sự. Như là ngày hôm qua vậy. Đấy, ví dụ như là ngày hôm qua là ông anh này thấy hai thằng trẻ con chơi trong phòng và ông ấy rất khó chịu này. Đấy, bent out of shape đây. Trời ơi, cau mày này. Nếu mà bạn nào mà biết từ vựng các bạn sẽ biết nhá, cau mày là frown. Frown là nhau mày, cau mày. Đó, cau mày. Bạn nào mà biết nghĩa bóng của từ frown này mới gọi là hay này. Nhưng mà thôi. Các bạn nào mà học lớp upper B của thầy là hay biết cái từ này đấy, frown upon, sau này sẽ được dạy. Frown là nhau, cau mày. Right before Roderick got to the bottom of the stairs, I dove into his desk cabinet and shut the door,
Roderick walked in the room, then flopped on his bed and called his friend Ward. Ngay trước khi mà Roderick thì nó đến phòng của nó. Đấy thì tôi đã dove into. Cái từ này trước mình có nói với nhau rồi các bạn nhá. Dove, dove ở đây không phải là dầu gội đầu nhá. Dove là quá khứ của từ dive. Các bạn biết dive là gì không? Dive này. Dive hoặc là cái bộ môn gọi là bộ môn diving. Có nhá. Có nhá, follow my TikTok nhá. Mấy cụm này ok hết mà em. Tại vì em, các bạn hình dung nhá, đây là chuyện gì? Đây là chuyện nhật ký cậu bé nhút nhát. Đấy, cho nên là cái quyển này nó được thiết kế như là kiểu một quyển nhật ký ấy. Thì ngôn từ của nó đa số là informal, em dùng cho speaking thoải mái. Đúng rồi, lặn. Thì ở đây mình không dịch là lặn đúng không? Mà mình hiểu là tôi chui tọt. Được chưa? Nhớ cái này không ạ? Tôi chui tọt vào cái gọi là hốc bàn, desk cabinet, cabin đó. Tôi chui tọt vào cái hốc bàn đúng không? Và sau đó thì đóng cửa vào. Vào cái một cái hốc bàn và tôi đóng cửa vào này. Roderick thì bước vào phòng và sau đó thì Roderick gọi là nằm bẹp ở trên giường này và gọi cho cái thằng bạn của anh ấy là Ward. Roderick và Ward, Roderick and Ward talked forever and I was starting to think I might have to spend the night in that desk. Roderick và cái thằng bạn Ward ấy thì nó nói chuyện lâu lắm, no, forever mình hiểu, nó nói lâu lắm, nó buôn chuyện lâu. Buôn dưa lê bán dưa chuột. Và tôi bắt đầu nghĩ rằng là có khi là tối nay tôi phải ngủ ở trong cái hộc bàn này luôn. Roderick and Ward got into a pretty heated debate. Từ này rất là hay, thầy rất là thích cụm này. Got into a heated debate là collocation đấy nhá. Collocation về chủ đề trong IELTS luôn đấy, dùng được luôn trong IELTS luôn. Roderick and Ward got into a pretty heated debate about whether or not a person could throw up while standing on their head. And I started to feel like I was gonna throw up myself. Roderick và Ward ấy, thì bọn nó bắt đầu là cãi nhau, là nó gọi là can thiệp vào nghe hơi kỳ. Bọn nó có đúng không? Bọn nó có một cái cuộc gọi là debate rất là nảy lửa. Debate ở đây mình hiểu là cãi nhau, là tranh luận. Đúng rồi, bọn nó tranh luận với nhau rất là gắt gao về cái việc là gì ạ? Liệu rằng một người có thể throw up. Đúng không? Ai biết throw up là gì? Throw up nó sẽ giống cái từ này này. Cho bạn nào biết từ vựng nhá. Throw up nó giống từ vomit. Đúng không? Ai biết? Trời ơi, đi gặp chị gì nào? Throw up là đi gặp chị gì đây? Đi ô tô á, đi ô tô bác tài cái đánh lái này này. Thì là đi gặp luôn chị gì? Trời ơi, không biết Gen Z bây giờ còn biết cái cụm đấy không á. Đúng rồi, throw up là nôn nhá, đi gặp chị Huệ đấy. Đúng rồi, đi gặp chị Huệ đấy. Bọn nó đang cãi nhau là gì ạ? Là bọn này cãi nhau rất linh tinh. Liệu rằng một người có thể gặp chị Huệ khi mà standing on their head? Tức là sao? Đứng bằng đầu tức là nó như thế nào ạ? Đứng bằng đầu là nó chống đầu xuống đất thì gọi là gì nhỉ? Trồng cây chuối, đúng rồi. Liệu rằng đúng không? Liệu rằng một người có thể nôn nếu như họ trồng cây chuối trong khi họ đang trồng cây chuối hay không? Đấy, và tôi bắt đầu có cảm giác là gì? Có khi là tôi cũng sắp nôn rồi đấy. I was gonna throw up myself. Luckily, right around then, the phone's battery died. When Roderick went upstairs to get the spare phone, I made a run for it. May mắn thay là ngay vào khi này thì điện thoại, pin điện thoại thì hết các bạn nhé. Đây là một từ khá là hay. Nếu mà các bạn muốn nói là điện thoại hết pin ấy. Đấy, nhiều bạn không biết nói như thế nào. My battery not work, don't have energy, đúng không? Sai hết. My phone's battery die. Các bạn thấy cái từ này không ạ? Tức là battery die, tức là hết pin. Đấy, nó sẽ là collocation ấy. Đi thi ấy, speaking, nếu như các bạn nói được là My battery died thì tuyệt vời. Người ta sẽ rất là thích tại vì nó rất là chuẩn. Đó. Và trong khi mà thằng Roderick này thì nó đi lên lầu, nó lấy cái điện thoại thừa các bạn nhé. Spare, đây mình hiểu là điện thoại dự phòng. Đó, spare tire là lốp dự phòng, lốp xe. Spare mình hiểu là thừa. Thừa dự phòng, tính từ nhé. Nó lên nhà nó lấy thêm cái điện thoại khác luôn. Thì tôi té đấy, made a run for it, tôi té vội luôn. This snack thing wouldn't even be an issue if I had money. If I did, I could just buy something from the vending machine at school every day. Cái tất cả những cái vấn đề về cái việc đồ ăn vặt này này, nó sẽ không là cái gì hết nếu như mà tôi có tiền. Đấy, nếu như mà tôi có tiền ấy thì tôi đơn giản là gì ạ? Tôi ra cái máy bán hàng tự động
và tôi mua một cái gì đấy thôi. The vending machine, nhớ nhá, vending machine là máy bán hàng tự động ở trường, cái máy mà các bạn cho tiền vào ấy, xong rồi chọn số á, xong rồi cái đồ nó đẩy ra nó rơi xuống rồi các bạn thọc tay vào các bạn lấy đồ đó. Máy bán hàng tự động, ừ đúng rồi, hình như thì còn mỗi một cái tên này thôi. At the moment though, I'm kind of broke. At the moment though, I'm kind of broke. That's because I wasted all my money on some junk I can't even use. Now, ngay vào lúc này, tuy nhiên là ngay vào lúc này thì tôi rất là broke. Broke là như nào đây? Trời ơi, đừng dịch là tôi rất là vỡ nhá. Các bạn biết broke là như nào không? Bạn nào xem phim hay biết này. I'm broke. Hoặc là a brokey. Broke đúng rồi, rỗng túi, nhẵn túi, tức là broke tức là nghèo, nghèo. Nghèo poor đó. Trời ơi, poor đó. Penniless, nó như kiểu là poor đúng không? Hoặc là mình có cái từ là a brokey. Thường là trong a brokey tức là a person who is broke. Hết 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 sàng đúng rồi, chuẩn. Châu ví, good. Ngay bây giờ thì tôi nghèo lắm, đúng không? Và điều này là bởi vì tôi đã tốn hết tất cả tiền của tôi vào một số những cái thứ vớ vẩn mà tôi không thể dùng. Junk ở đây mình hiểu là rác rưởi, vớ vẩn. Xem nào, cái gì đây, rác rưởi là cái gì đây? About a month ago, I saw these ads in the back of one of my comic books, and I sent away a couple of things that were supposed to totally change my life. Khoảng một tháng trước thì tôi thấy một số những cái tờ mẫu quảng cáo ở đằng sau cái cuốn truyện tranh của tôi. Và sau đó thì cái gì đây? Tôi gửi đi một số thứ mà đáng lẽ ra là có thể được dùng để thay đổi cuộc đời tôi. Đó, xem nào, cái gì đây? Đây là cái tờ quảng cáo các bạn nhé. X-ray goggles. Đó, see-through walls, metal and clothes. Các bạn biết goggles là cái gì không? Goggles nó giống như kiểu là a pair of glasses. Được chưa? Goggles nó là kính thôi. Hoặc là mình có thể hiểu là kính bơi nhé các bạn nhé. Thường nhé. Thường nó là goggles, tức là kính bơi. Và đây mình hiểu là có một cái kính gọi là kính x-quang đấy. Nó x-ray, mình hiểu kính x-quang, nhìn xuyên thấu. See-through ở đây là tiếng nó viết như kiểu là văn nói thôi. Đó. Through tức là nhìn xuyên ấy. Nhìn là cái kính này có thể nhìn xuyên qua cái gì ạ? Nhìn xuyên qua tường, nhìn xuyên qua kim loại và nhìn xuyên cả qua quần áo. Tiếp nhé. Personal hovercraft. Đó. Zoom around town for a cushion of air. On a cushion of air. Float 6 feet above the ground. Hover, mình hiểu nhé. Hover tức là liệm. Liệm các bạn ạ. Hover tức là liệm. Thì hovercraft, cái hậu tố craft tức là tàu. Tàu lượn ấy. Đây mình hiểu là tàu lượn cá nhân. Ví dụ như là aircraft. Các bạn biết aircraft là cái gì không? Aircraft, nó chính là tàu bay ấy. Aircraft chính là máy bay ấy. Thì mình hiểu hovercraft là tàu lượn, được chưa? Quảng cáo tàu lượn cá nhân này. Bạn có thể gọi là zoom around town, tức là đi lượn quanh thành phố trên một gì ạ? On a cushion of air. Nào, các bạn nữ đâu? Các bạn nữ hay mua đồ trang sức đâu? Cushion là cái gì đây? Các bạn nữ còn nhớ không ạ? Cushion, tức là khi mình đọc nhé, mình phải hiểu là mình có thể lượn qua thành phố trên một cái cushion of air. Các bạn biết cái từ cushion này là cái gì không? Các bạn nữ hay mua đồ trang điểm ấy? Cái gì nhỉ em nhỉ? Phấn nền. Phấn nền, đúng rồi. Yes. Ok. Ok. My girlfriend knows it. Mình hiểu là phấn nền tức là sao? Bạn sẽ lướt qua thành phố chỉ ở trên, gọi là những cái tầng không khí nó rất là nhẹ, đúng không? Ngay trên cái lớp không khí nhẹ như là phấn. Đó. Đấy, nền không khí, đúng rồi, mình có thể dịch như thế được. Nhiều lúc có dùng nghĩa bóng ấy, mình biết nghĩa đen thì mình suy ra là xong. Đó, và bạn sẽ gọi là bay ở trên 6 feet ở trên mặt đất. Ok, nói chung là tàu bay. Tiếp theo là cái máy toàn những cái quảng cáo vớ vẩn, đúng không? Print your own money with a cash machine. Insert a blank piece of paper and roll out a $5 bill. Tự in tiền của chính bạn với cả máy in tiền đấy, bạn cho vào một cái tờ giấy trắng đấy, blank tức là trắng tinh các bạn nhé. Đó, thường thầy sẽ gợi ý cho các bạn một cái cụm luôn rất là hay dùng trong speaking luôn nhé. Nếu mà các bạn không biết nói gì ấy, và các bạn muốn câu giờ một tí nhé, my mind goes blank. Hoặc là draw blank cũng được đấy. Đầu óc tôi thì nó trống rỗng, đầu óc tôi nó trống rỗng khi mà tôi nói đến ví dụ chủ đề về nghệ thuật đi, đúng không? Đấy, ở đây ý nó là gì ạ? Bạn cho một cái tờ giấy trắng vào và tự nhiên là bạn sẽ kiểu in ra được một cái tờ 5 đô. Đấy. Ôi rồi, nói chung là toàn những cái quảng cáo linh tinh thôi. Tiếp nào. I started receiving my stuff in the mail about 2 weeks ago. Tôi bắt đầu nhận được tất cả những cái đồ linh tinh này trong cái hòm thư của tôi khoảng 2 tuần trước. The cash machine
turn out to be some stupid magic trick where you have to insert your own money in this secret slot for it to work. Cái máy in tiền thì hóa ra, đấy là các bạn thấy cái từ này không? Lúc nãy mình vừa dịch xong này, bây giờ mình nhớ là mình có thể dịch được ngon lành luôn. Cái máy in tiền này này, hóa ra, đấy, tưởng là xịn đấy, nhưng mà hóa ra lại không phải. Hóa ra chỉ là một trong những cái trò ảo thuật ngu ngốc đấy, mà bạn phải gọi là tự cho tiền của mình vào đúng không? Insert your own money, tức là em phải tự cho cái tờ giấy trắng xong em tự cho cái tờ tiền vào. Đấy, như kiểu là tự kỷ đó. Bạn phải tự cho tiền của mình vào cái gọi là slot, là một cái chỗ nhá, vào cái chỗ bí mật đấy, để khiến cho cái máy này hoạt động. And that wasn't good because I was really counting on that thing. Count on, từ nha, cái cụm này là một cụm hay. I was really counting on that thing to get me out of having to find a job when I grow up. Và cái điều này không tốt, bởi vì là tôi thật sự là tin đấy, count on you này. Vẫn là cái bài hát Bruno Mars. Cái gì? I can count on you, đúng không? Like cái gì? 1, 2, 3 gì đấy. Đấy, tôi có thể tin bạn ấy. Trời, lâu không hát quên mất cái đấy rồi. I can count on you like 1, 3, 2 à? Đúng không? Cái gì? I'll be there đấy, kiểu thế. Count on tức là tin ai đấy nhá. Trust hoặc là depend đấy, trông cậy hoặc là gì đấy, đại loại thế. Nghĩa nó gần gần như thế các bạn nhé. Tôi đã thật sự gọi là trông chờ vào cái máy in tiền này đấy, là nó sẽ gọi là giúp cho tôi thoát khỏi cái việc là tôi phải tìm một cái công việc khi mà tôi lớn lên. Thế là thằng này vẫn còn trẻ con. Yeah, rely on, depend on đều đúng. Tiếp nhá. The X-ray goggles just made you see blurry and cross-eyed, so that was a bust too. Cái kính X-ray ấy, thì nó chỉ khiến cho bạn nhìn rất là mờ các bạn nhá. Blur. Cái từ blur này thì thấy nghĩa là nhiều bạn nào chụp ảnh hay biết này, đúng không? Ơ mày ơi, đúng không? Ôi tao xấu lắm, blur tao đi. Blur tức là làm mờ đi. Nó sẽ khiến cho mắt của bạn nhìn nó cứ mờ mờ ấy, và nó nhìn nó bị xoắn quẩy các bạn nhá. Cross eye tức là nhìn nó xoắn xít hết lên. Cho nên đây cũng là một cái sự vớ vẩn. Đấy, a bust tức là một sự thất bại, một sự vớ vẩn. The throw your voice thing, tức là cái máy gì đây? Một cái máy gì đấy về giọng nói thì phải. The throw your voice thing didn't work at all, even though I followed the instructions in the book. Nói chung là gì ạ? Cái máy này nó cũng không hoạt động. Đấy, mặc dù là tôi đã làm theo tất cả hướng dẫn ở trên quyển sách. Và thằng này kiểu what the heck? What the heck? Cái quái gì vậy đúng không? Sao nó không hoạt động nhỉ? Okay, but the item I had the highest hopes for was the personal hovercraft. I figured getting home after school would be a breeze. Trời ơi, hay nha. Would be a breeze when my hovercraft finally showed up in the mail. Cái đồ vật mà tôi có cái hy vọng lớn nhất đó chính là cái máy tàu bay cá nhân của tôi, tàu lượn cá nhân. Tôi nghĩ rằng là cái việc đi từ nhà đến trường ấy, tôi nghĩ rằng là cái việc về nhà sau giờ học sẽ là một cái gì đây? Would be a breeze. Một khi mà cái tàu bay của tôi xuất hiện trong phòng thư. Cái từ the breeze này thầy đã dạy một lần rồi, các bạn còn nhớ không? Nghĩa bóng với nghĩa đen. A breeze tức là một cái cơn gió mát các bạn nhé. Nếu mà danh từ đúng ấy, như kiểu là cool winds, được chưa? Kiểu là cool gust of winds. Đấy, những cái làn gió mát rượi. Nhưng ở đây nghĩa bóng mình sẽ hiểu là easy. A breeze. Quyển này là quyển 3 nhé em nhé. Hoa lang nhé. Hoa, ok, hoa. Quyển 3 nhé, tại vì cái quyển 2 chữ nó xấu quá. Thầy định đọc xong quyển 1 ấy, định đọc quyển 2 nhưng mà cái chữ nó bị mờ ấy. Cho nên là thôi nhảy qua quyển 3 luôn, không sao. Mình đọc mình thấy là nó hoàn toàn là độc lập với nhau, không có vấn đề gì cả. Anyways, a breeze tức là một thứ mà nó rất dễ dàng các bạn ạ. Đó. Tôi nghĩ là tôi sau giờ học của tôi về nhà nó sẽ cực kỳ gọi là easy. Một khi mà tôi có cái tàu bay này đúng không? Và thằng ấy bảo so long suckers. Bạn nào xem phim hay biết cái này. So long suckers là một cái cụm từ nhá. Mình luôn luôn mình nói, tức là hẹn gặp lại sau nhé lũ thất bại. Tức là còn lâu mày mới bắt được tao đấy, kiểu thế. So long suckers đúng không? Tạm biệt nhé lũ ngu ngốc thất bại. Đấy là ông này ông đang tưởng tượng thế thôi. Well, I got the package today, but
there wasn't a hovercraft inside. There was just a blueprint for how to build a hovercraft, and I got stuck on step one. Ngày hôm nay thì tôi đã nhận được cái bưu phẩm này. Tuy nhiên là không hề có một cái tàu bay nào hết, mà tôi chỉ có một cái gì đây? It was just a blueprint. Nó, tôi chỉ có một cái gì ạ? Các bạn có biết cái blueprint là cái gì không? Thường là những cái ông mà xây dựng ấy, mà hay kiểu đặt cái tờ ấy lên bàn xong rải ra, và cái tờ đấy nó sẽ màu xanh ra trời. Các bạn có biết đây là cái bản gì không ạ? A blueprint for something. Bản thiết kế, được chưa? Bản thiết kế. Tôi mở ra thì nó chỉ có mỗi một cái bản thiết kế thôi. Hướng dẫn thiết kế là cách làm thế nào để xây một cái tàu bay. Và tôi bị kẹt ngay ở bước 1. Là bước 1 là gì đây? Acquire an industrial twin turbine engine. Bước 1 là các bạn sẽ cần phải kiếm được một cái động cơ. Động cơ gọi là tua bin kép. Động cơ công nghiệp tua bin kép. Nói chung là phải kiếm một cái tua bin mà ở trong ngành công nghiệp ấy. Và thằng này chắc chắn là không có rồi. Ở đây nhá, thầy sẽ muốn dạy các bạn một cái từ các bạn. Cái từ a blueprint for rất là hay nhá. Hình như nó là C2. Đó, thầy theo thầy nhớ C2. Nó mình sẽ có một cái từ các bạn, đó chính là the blueprint for, rồi các bạn cộng với một cái thứ gì đấy tốt nhá. Ví dụ the blueprint for success. Đấy, thì là mình hiểu theo nghĩa bóng này các bạn. Bản thiết kế đến sự thành công tức là sao? Nó như kiểu là cái cách nào để bạn thành công ấy. Các bạn hình dung ạ, ví dụ nhá. Các bạn thấy người giàu ấy, đi phỏng vấn đi, cái ông phỏng vấn sẽ hỏi là cái bí quyết thành công của bạn là gì thế? Đấy, thì người ta sẽ hỏi là so, what is the blueprint for your success? Các bạn hình dung không ạ? The blueprint for success tức là cái công thức hoặc là cái cách để các bạn làm một cái điều gì tốt nhá. Đó, thường là thầy sẽ thấy là dùng success, còn đâu thì nó còn có nhiều cái khác. Một cái danh từ, một cái gì đấy tốt. Đó, the blueprint for vân vân. Kiểu vậy, nhưng mà nghĩa bóng cực kỳ hay luôn. Cái này là collocation đấy. Dùng writing được. Writing được luôn nhé. Speaking được mà writing, cái thằng này thầy dùng vẫn ok. Trong chủ đề về thành công. Đó. Tiếp nhá. I just can't believe the people who write those ads can get away with lying to kids like that. I thought about hiring a lawyer to sue those guys, a lawyer to sue those guys, but lawyers cost money, and like I said before, the cash machine was a piece of garbage. Tôi không thể tin được là những cái người mà họ viết quảng cáo ấy, họ lại có thể làm sao đây ạ? Get away with doing something nào, là như nào đây, họ có thể đi khỏi với à? Thầy hỏi nhá, không biết ở đây các bạn đang xem livestream hôm nay, các bạn có biết cái series phim là How to Get Away with Murder không? Không biết có đứa nào xem cái series đấy không? Khá là hay đấy. Series đấy rất là nhiều từ về luật. How to Get Away with Murder. Thầy nhớ là thầy xem từ hồi mà thầy học cấp 3 cơ. Tức là cách đây phải gần chục năm rồi là nó ra cái mùa 1. Các bạn có bạn nào xem cái phim này không? Nếu mà chưa xem thầy highly recommend nhá. Các bạn có thể lên Google, các bạn tìm cái phim này nhá. Nó là một cái series mà thầy nói qua nhá, tại vì thầy thấy nó hay. Một cái nhóm sinh viên hình như là học luật ở Harvard hay sao ấy, học như kiểu là criminal law, học luật như kiểu là luật hình sự ấy, ở Mỹ. Đấy, và sau đó là họ dính vào một cái vụ giết người. Đấy, và đố các bạn biết nhá, là ai là người chết. Cái ông chết chính là, trời ơi, nhiều lúc đang dịch chuyện này thành kể chuyện á. Nhưng mà cái phim này hay, How to Get Away with Murder hay. Là cái người mà chết ấy chính là chồng của cái cô chủ nhiệm của cái lớp criminal law đấy. Tức và đúng không? Và cái bà cô đấy được coi như là một trong những cái luật sư về hình sự ấy, giỏi nhất trong cái lĩnh vực đấy ở cái trường đại học Harvard đấy. Đó, và gần như là cả cái nhóm học sinh ưu tú này và cả cái bà cô này là như kiểu là đồng lõa với nhau ấy. Để mà đi đánh lạc hướng điều tra này, để mà tạo bằng chứng giả này, và để mà xử lý những cái vụ việc ở tòa. Rất là hay nhá. Cái series này rất là hay. Và sau này đến các cái mùa sau thì như kiểu nó còn nhiều âm mưu lắm. Nó còn rất là nhiều những cái âm mưu, những cái bí ẩn, những kiểu giết người các thứ.
xem nó rất là gọi là như nào nhỉ? Nếu mà thầy có một cái từ mà để mà thầy tả cái series này nhé, nó sẽ là nail biting, tức là sao? Nó làm cho thầy gọi là phải cắn móng tay ấy, các bạn. Tức là nó rất là hồi hộp ấy. Xem nó rất là hồi hộp, như kiểu là cảnh sát đến tận đến nơi rồi ấy, xong rồi mình phải giấu đi những cái bằng chứng đấy và mình phải bịa ra những cái bằng chứng ngoại phạm của mình. Đó, bịa ra những cái bằng chứng ngoại phạm là gì? Bằng chứng ngoại phạm là alibi. Alibi là bằng chứng ngoại phạm này. Đó. Thật ra là bây giờ nếu mà song ngữ ấy, thì các bạn nhé, thầy sẽ hướng dẫn, thầy sẽ chỉ cho các bạn một cái phần mềm để các bạn làm song ngữ nhé. Mà thầy đã giới thiệu cách đây phải 2 năm rồi ở trên cái kênh TikTok này, nếu các bạn kéo xuống eJoy. Các bạn có thể tải cái extension này về, eJoy extension, không biết bây giờ nó còn miễn phí không? Hồi thầy dùng thì nó miễn phí. Đó, nó là cái hình giọt nước ấy. Đấy, nếu mà nó không miễn phí thì các bạn Google thôi, các bạn Google là extension cho song ngữ. Thiếu gì? Đúng không? Mình tìm lại extension song ngữ có thể là nó ra một cái thằng nó cạnh tranh với thằng eJoy này. Đó, thì các bạn vào bất kỳ một cái web nào các bạn bấm là nó cũng sẽ ra thôi. Đó, khá là hay, phim này khá là hay. Anyways, nào. Tôi không thể tin được. Đây là mình hiểu nhá, how to get away with murder, tức là cách để thoát tội giết người. Đấy, thì mình sẽ có cái cụm là how to get away with danh từ hoặc verbing. Tôi không, các bạn dịch lại, I just can't believe này. Tôi không thể tin được những cái người mà viết ra những cái quảng cáo này này, họ lại có thể thoát tội. Họ lại có thể thoát tội, thoát cái tội khi mà họ lừa lừa đảo những cái đứa trẻ con như vậy. Tôi đang nghĩ về cái việc là thuê một người luật sư để kiện những cái thằng này. Cái từ sue này rất là hay nhá, các bạn phải biết từ sue này nhá. Từ sue này trong IELTS reading, trong IELTS reading thầy đã dạy rất nhiều bài và thầy đã gặp từng ngập từ này rồi, được chưa? Nhiều lúc các bạn không biết sue là gì, sue là kiện, nên những cái từ cơ bản về chủ đề luật các bạn phải biết đấy. Sẽ phải thuê luật sư để kiện những cái thằng này, nhưng mà luật sư thì lại tốn tiền. Và như tôi vừa nói ở trên này, sao cái máy in tiền thì nó hoàn toàn là một cái đồ vứt đi, đúng không? The cash machine was a piece of garbage. Không, cái máy in tiền nó đúng là đồ vứt đi, đồ vứt vào thùng rác ấy, tức là ý là nó không hoạt động đấy các bạn. It was a piece of garbage, ở đây mình hiểu là it doesn't work, nó không hoạt động. Ok, tức là nghèo vẫn hoàn nghèo đúng không? Bảo sao mà broke, bảo sao mà nghèo á trời. Thôi, được rồi, 11 giờ 10 rồi, đọc hơn 1 tiếng rồi. Hôm nay bạn nào mà hữu duyên nha, thật sự là hữu duyên, tại vì hôm nay là khá là ít bạn nhớ cái lịch đọc của thầy, thì các bạn nhớ bấm follow nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay là thứ tư này, đến ngày thứ sáu bạn nhé, tối thứ sáu thì thầy sẽ bắt đầu thầy giveaway cái lộ trình tự học IELTS 0 đến 7.5 cộng phiên bản 2024. Trời, có bạn nào hóng không? Thầy sẽ sneak peek cho các bạn một tí nhé. Đây, thầy sẽ giveaway cái tài liệu này nhé, và thầy sẽ gửi sớm ở trên TikTok cho các bạn. Được chưa? Thầy sẽ gửi sớm nhất cho các bạn nào mà bình luận vào cái video ở trên TikTok ấy, tối thứ sáu thầy sẽ đăng. Được chưa? Và nhá, 2 năm trước là thầy đã giveaway một cái phiên bản cũ rồi. Và 2 năm trước các bạn có tin không ạ? Các bạn có thể vào group IELTS từ đầu nhân phở bò để xem. Là thầy gửi cho hơn 5.000 bạn. Ở trên TikTok là có khoảng tầm gần 2.000 bạn. Thầy trả lời tin nhắn đến cái nỗi mà nó còn khóa luôn cả nick của thầy ấy, nó khóa luôn chat tại vì trả lời nhiều quá. Còn ở trên Facebook, còn ở trên phở bò thì có hơn 3.000 bình luận. Và thầy gửi cho tất cả nhá, không sót một đứa nào luôn. Thầy kiểu một mình thầy ngồi cả ngày thầy gửi luôn đấy. Và các bạn sẽ có cái gì trong này ạ? Mới nhá, version 2024 nó sẽ khác so với 2022, là các bạn sẽ có những cái phương pháp học mới nhất này. Thầy sẽ có bổ sung các phương pháp học cho từng giai đoạn nha. Em mất tập trung hoặc là em hay quên bài thì em dùng phương pháp gì? Khoa học hẳn hoi nhé, không phải bịa ra đâu nhé. Em học nhiều từ vựng thì em có phương pháp gì để em nhớ từ? Ngoài ra thì thầy gợi ý hết rồi, tất cả tài liệu nhé. Mỗi phase nó sẽ, mỗi giai đoạn nhé, có 4 giai đoạn tất cả, đây cho các bạn nhìn nhé. Có 4 giai đoạn tất cả, các bạn nhìn thấy ở đây không ạ? Có 4 giai đoạn tất cả và mỗi giai đoạn này thì sẽ đều có gọi là gợi ý về sách. Thầy review và thầy cho bạn link tải luôn, bấm vào phát tải về học phát xong, không phải đi tìm ở đâu hết. Đó này, cách để chọn giai đoạn phù hợp này, đó trường hợp này, xong rồi review sách đúng không, em nên dùng sách này nếu mà thế nào thế nào đấy. Học ngữ pháp thì đừng có học hết tất cả mà phải ưu tiên 8 cái chủ điểm ngữ pháp quan trọng nhất trước đã, còn những cái thằng chủ điểm ngữ pháp nó hơi xa vời với mình thì mình tạm thời mình bỏ qua.
Đó, sách học từ vựng, sách học nghe này. Đấy, học phát âm này. Người Việt, người bản xứ này. Phương pháp học này. Đấy, phương pháp học Freeman Technique. Trời ơi, đảm bảo luôn các bạn xem livestream nhá. Nhiều bạn không biết Freeman Technique là cái gì luôn. Đó, Freeman Technique rất là hay. Xong và thời gian biểu, trời ơi. Thời gian biểu học chi tiết cho từng ngày nhá. Gần như là thầy fit cho các bạn đến tận miệng luôn. Chỉ việc tải về và học theo thôi. Trời ơi, không mất một cái gì luôn á. Thì còn lười nữa thì chịu. Thì nhớ nhá, bấm follow nhá. Tối thứ 6 thầy đăng nhá. Anyways, nhớ là bình luận vào đấy để thầy gửi cho các bạn nhá. Chưa có em ạ. Tối thứ 6 thầy mới đăng. Tối thứ 6 đăng ở TikTok trước. Và sẽ gửi sớm trước cho khoảng vài trăm bạn trên TikTok. Sau đó đến tối thứ 7 thầy sẽ mới đăng lên phở bò. Đấy thì có gì nhớ follow và bình luận vào cái clip đấy. Canh tối thứ 6 ấy, thầy đăng thì bình luận vào đấy. Cứ đứa nào bình luận trước thì thầy gửi trước. Thế thôi. Thôi, thế nhá. Trời ơi, gì vậy? Cái gì vậy Treo ơi? What are you talking about? Em áp dụng cái đấy à? Em áp dụng cái đấy hồi xưa à? Trời ơi, sao nhớ á? Trời ơi. Oh my god, thôi được rồi. Ok. Anyways, thôi tạm thời thế nha. Bye bye. Hẹn các bạn vào thứ 7 nhé, thứ 7 chủ nhật. Maybe thầy sẽ đọc, các bạn nhớ vào group ở Phở Bò để cập nhật nhé. Bye bye, thôi xong rồi. See you guys later.